phút mặc niệm để ghi nhớ công đức tiền nhân các anh hùng dân tộc vị quốc vong thân. Kính thưa quý vị, trước tiên tôi xin phép quý vị thay mặt cho ban tổ chức và cộng đồng Việt Nam Hoa Lan chân thành cảm tạ chủ nhân của chợ Pacific Supermarket và Thái Bình Restaurant đã sẵn sàng cho chúng ta mượn nơi này để tiến hành buổi lễ ngày hôm nay. Cho tôi xin phép để giới thiệu và cảm ơn những người đã cộng tác chúng tôi trong những ngày tháng qua, mặc dù thời gian rất rút nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng đạt thành được cái buổi lễ ngày hôm nay. Nếu mà không có các anh chị ấy thì cái buổi hôm nay là không có. Dưới một cái âm mưu thâm độc của cộng sản và cái sự âm mưu, cái tiến trình âm mưu thâm độc của Tàu Cộng, mục đích là muốn tiêu diệt cái mầm sống, cái môi sinh của đất nước Việt Nam chúng ta. Sự tiến trình đã thể hiện càng ngày càng rõ ràng, từ cá chết, chim chết, biển chết, muối độc. Thử hỏi dân tộc Việt Nam làm sao mà sống nếu chúng ta, đồng bào chúng ta trong nước mà không thức tỉnh, thiếu tinh thần đấu tranh, mà đồng bào chúng ta ở hải ngoại mà không yểm trợ, thì tôi tin chắc rằng mọi sự đấu tranh ở trong nước chúng ta sẽ thất bại. Nhờ các lãnh đạo tinh thần của Oregon đang tiến lên bàn thờ Tổ quốc để thắp nến. Dưới ngọn nến lung linh huyền ảo và khói hương trầm nghi ngút, chúng con dân Việt tử vong cùng tụ họp nơi đây hướng về Tổ quốc đau thương để cùng chung lòng cầu nguyện. Cầu nguyện cho đồng bào trong nước trước thảm họa hủy diệt môi sinh miền Trung nước Việt. Thảm thương thay đồng bào sinh sống bằng nghề bắt tôm bắt cá đã và đang không còn đất sống. Biển đã chết, cá tôm đồng loạt chết bởi chất độc thải ra từ nhà máy Formosa. Người dân miền Trung đang rơi vào tình trạng sinh sống bị khủng hoảng đói khổ. Thiệt hại môi sinh này có ảnh hưởng đến cuộc sống. Đây là cô chủ tịch cộng đồng của Orion, tên cô Ngọc Lan, cô Ngọc Lan đã đứng lên biểu tình trong hai ngày 1 và 8 tháng 5 vừa qua để phản đối nhà máy luyện thép và mô xà tại Vũng Áng, Hà Tĩnh là thủ phạm thảy chất độc vào biển và đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải can thiệp và giải thích nguyên nhân cá chết hàng loạt. Thì chúng ta ở bất cứ nơi đâu, nhưng chúng ta tận lòng Việt Nam. Dù chúng ta bất kể tôn giáo nào, nhưng chúng ta cũng là Việt Nam. Nên là chúng ta có một phần trách nhiệm nói lên tiếng nói của mình để banh vực được trả cho đồng bào quê hương Việt Nam của chúng ta đang chịu đau khổ dưới chế độ cộng sản và trung cộng. Xin được chia sẻ vắn tắt lời của cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuần, một người công dân rất là ưu tú của nước Việt Nam của chúng ta. Ngài đã nói như thế này: con có một tổ quốc Việt Nam, quê hương Việt Nam ngàn đời. Con yêu non sông gấm vóc, con yêu lịch sử vẻ vang, con yêu người dân cần mẫn, con yêu chiến sĩ hào hùng. Vâng, đúng thế. Là người Việt Nam, chúng ta phải yêu đất mẹ của mình. Chúng ta hãy cố gắng xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta bằng trái tim và bảo vệ bằng xương máu. Xin ơn trên và Thiên Chúa ban cho từng người Việt Nam của chúng ta, nhất là những người tại quê nhà, để cho mọi người được sống trong sự ấm no, bình an và hạnh phúc. Xin ơn trên là Thiên Chúa đói thương ban muôn ơn phúc lành cho quê hương mẹ Việt Nam của chúng con đang đau khổ, sớm có ngày dân chủ tự do thật sự, cho quyền được làm người Việt Nam, cho được sự tôn trọng. Trong phần mở đầu, chúng tôi nghe ông Thi Quang Vinh nói về thực trạng tại Việt Nam, sự chết. Chúng ta nghe nói về cá chết, chín chết, biển chết, rừng chết, người chết, và đất nước của chúng ta đang chết. Thế nhưng mà tôi suy nghĩ là bên cạnh sự chết đó có rất nhiều sự sống. Gồm trên sông núi của nước Việt Nam của chúng ta vẫn sống. Tinh thần đấu tranh của toàn thể
dân tộc chúng ta ở tại Việt Nam vẫn sống, sự yểm trợ của chúng ta ở hải ngoại vẫn sống, tinh thần đấu tranh 4.000 năm chống lại giặc Tàu từ thời Đinh Lê đến Trần Lê vẫn sống. Nhưng điều quan trọng hơn hết mà tôi xin được thưa với quý ông bà anh chị em ngày hôm nay là tinh thần, là tình yêu của Thiên Chúa vẫn sống đối với người Việt Nam của chúng ta. Tôi tin chắc điều này. Chúa dạy chúng ta là nếu chúng ta hạ mình xuống, kêu gọi đến danh của Chúa, thì Chúa đến trong nước Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, đây là tiếng nói của nữ chánh trị sự của bên đạo Cao Đài Võ Thủ Chương Trình. Càng xưa Tỷ Phụng cho tôi biết về cái hậu quả của Trung Cộng tác đập sông Cửu Long, cái hậu quả của đồng bằng sông Cửu Long bây giờ tình trạng đồng bào sống như đó thì thế nào? Đảo đó, biển đông ta, bốn phía còn mây đêm.
biên giới, biển đảo, đất liền, nhà máy, chúng nó khoét sâu, ai biết được chứa bom mìn hay thuốc độc. Than ôi, xin đừng hỏi đất nước sẽ về đâu, mỗi lời người hỏi như một đường giao cắt, lưỡi dao ấy không bằng đồng bằng sắt mà thấu tận tim gan. Tổ quốc tôi hãy tỉnh dậy đi thôi, dậy để nghe tiếng kêu cứu vọng về từ biển cả, để thấy miền Trung quê tôi trắng màu sa cá, ai trả lời dùm đất nước này rồi sẽ về đâu. Các đất mau xương ông cha ta đó, bao giờ mới trở lại về ta? Bát cơm manh áo cuộc đời chẳng lẽ phải quỳ xin quân giặc cướp? Thảm họa mất nước này do đâu mà có, bởi bọn lãnh đạo tham tàn và tàn ác? Hãy trả lời trước toàn thể dân tộc Việt Nam, tội bắt nước này sẽ ghi vào lịch sử ngàn đời sau mãi mãi vẫn lưu truyền. Chúng con cũng cầu xin ơn trên và hùng thiên sông núi hãy giúp đỡ cho hàng triệu đồng bào dưới bàn tay cai trị của bảo quyền cộng sản đang phải sống trong cảnh áp bức lầm than. Xin cho đồng bào được đồng tâm chung sức, quyết can đảm hơn.